Xin chào mọi người, và hiện tại thì mình lại đang có mặt tại phòng laser ở địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ của DK. Và trước ống kính máy quay thì hôm nay một chị khách hàng qua DK để thực hiện là xóa combo là mày và môi. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng làm quen và giao lưu với chị một chút nhé. Dạ, em chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể giới thiệu tên cũng như là lý do mà mình biết đến với DK được không ạ? Chị tên là Điệp. Chị nhiều người làm ở đây, kiểu người nhà chị làm đấy. Thì bây giờ chị thấy cũng đẹp, thế chị để chị làm thôi. Và mình đã được người nhà, người thân mình giới thiệu đến đúng không? Thế thì chắc hẳn là mình đã rất là tin tưởng nên mình mới chọn nơi đây đúng không ạ? Vâng, thì chị Điệp ơi, thì trước khi mà giao lưu thêm một chút với chị thì em xin phép chia sẻ hình ảnh ban đầu của chị khi đến với DK nhé, để cho các bạn có thể rõ hơn về tình trạng môi cũng như là mày ban đầu của mình ạ. Và đây là hình ảnh ban đầu của chị Điệp khi đến với DK. Thì chúng ta có thể thấy là phần môi của chị thì bị bết viền khá là nhiều và không được đều màu. Ở phần lòng thì nhạt hơn, còn phần viền thì bị bết hơi thâm xỉn một chút ở phần khóe. Còn lông mày của chị thì làm cũng như chị Điệp chia sẻ thì làm cũng khá lâu rồi và đã bị trổ, có phần trổ xanh, trổ đỏ, đặc biệt là ở phần đầu mày thì chúng ta có thể thấy đấy ạ. Và đây là kết quả sau khi mà chuyên gia của chúng tôi đã xử lý phần mực trổ xanh cũng như là xử lý cái phần xóa đi phần mực ở môi cho chị. Chị Điệp ơi, thì mình có thể chia sẻ một chút về cái cảm giác vừa nãy khi mà mình thực hiện hút trổ đỏ cũng như là xử lý laser môi tại DK được không ạ? Nó chỉ hơi chích chích một tí thôi, không đáng kể. Có trong hoàn toàn là nhẹ nhàng và trong sức chịu đựng đúng không chị? Trong sức chịu đựng được. Vâng ạ. Chị ơi, thì mình có thể chia sẻ kỹ hơn về cặp lông mày được không ạ? Vì lúc nãy thì em có thấy chị nói với chuyên gia là mình làm cũng khá là lâu rồi ạ. Làm được gần 4 năm rồi. À, gần 4 năm ạ. Thì cách đây khoảng 4 năm thì chắc là mình làm là công nghệ phun cũ đúng không chị? Đúng rồi, chỉ là phun bình thường. Thì lần này đến với DK thì chị có quyết định là xóa và đăng ký làm mới bằng công nghệ Hairchop luôn không ạ? Có, chị đăng ký hết rồi mà. Thì bây giờ thì chắc hẳn là chị cũng đang rất là mong muốn để có một cặp mày mới đúng không ạ? Thì em sẽ nhờ chuyên gia của bên em bắt đầu thực hiện luôn hút laser lông mày cho chị để nhanh nhất mình có cặp mày mới chị nhé. Và như các bạn cũng có thể thấy, bởi vì khi nãy mà chuyên gia của chúng tôi xử lý cho chị Điệp phần mực trổ đỏ cũng như là hút đi phần môi thì cái này phải sử dụng ánh sáng xanh chuyên biệt và quá trình này thì camera không ghi lại được, và vậy nên là chúng tôi chỉ có thể cho các bạn xem kết quả. Và ngay bây giờ thì chuyên gia đang xử lý nốt cho chị cái phần mày, thì chúng ta có thể so sánh hai bên lông mày của chị Điệp. Bên vừa xử lý xong thì đã mờ đi rất là rõ rệt, có thể nói là lên đến 80% luôn đó, và đặc biệt là không hề có dấu hiệu của việc trắng cháy trụ lông gì cả. Em mời chuyên gia tiếp tục thực hiện bên còn lại nhé. Và với công nghệ tại DK thì khi tia laser tác động thì sẽ chỉ phá vỡ cấu trúc của hạt mực và sẽ làm cho mực đào thải qua bên ngoài theo hệ bài tiết chứ không hề gây tổn thương lên vùng lông mày. Cho nên là sau khi làm xong chỉ 20 phút thì chúng ta có thể kẻ vẽ và trang điểm hoàn toàn bình thường, không cần phải kiêng khem gì cả. Và chị Điệp ơi, trong cái quá trình làm này thì mình có cảm thấy đau hay gì không ạ? Chị thì thấy cũng không vấn đề gì lắm. Vâng ạ, nhẹ nhàng đúng không? Ừ. Thì bây giờ em sẽ cho chị xem kết quả ngay sau một lần mình hút tại DK nhé. Thì chị Điệp đã chia sẻ như vậy cho nên là khách hàng hay còn nỗi lo là sợ đau thì các bạn đã hoàn toàn yên tâm chưa ạ? Chị ơi, mình thấy như thế nào về cái kết quả ngay sau một lần hút tại DK này ạ? Trông nó hết đỏ luôn đấy. Vâng ạ. Và chị thấy mày của mình cũng mờ đi rõ rệt đúng không ạ? Phần lông mày của mình thì không hề có dấu hiệu trắng cháy hay là tổn thương lông chị nhá. Chuyên gia, với cả tình trạng lông mày của chị Điệp thì mình sẽ cần phải làm hút thêm bao nhiêu lần nữa thì có thể làm lông mày mới ạ? Tầm 2 lần hút nữa thì lông mày chị Điệp có thể làm lại lông mày mới. Vâng, chỉ cần thêm 2 lần nữa thôi đúng không? Môi thì cho thêm một buổi nữa thôi. Dạ vâng. Và điều đặc biệt tại laser của DK là chỉ sau 5 đến 7 ngày là chúng ta đã có thể hút mày lên lần tiếp theo rồi, rút ngắn khoảng cách giữa các lần laser gấp 4 lần so với công nghệ cũ. Vậy nên là chị sẽ rất là nhanh để có cặp mày mới chị Điệp ạ. Thì em cảm ơn những chia sẻ của chị Điệp. Và các bạn theo dõi livestream ngày hôm nay thì hãy đón chờ kết quả cuối cùng của đôi môi cũng như là cặp mày của chị Điệp sau khi đã hoàn thành nhé. Em cảm ơn chị Điệp với những chia sẻ ngày hôm nay ạ. Chị có một lời chào hay là một lời gửi gắm gì đối với các bạn đang xem livestream ạ? Chị đang muốn có bộ mày mới để đi chơi. Vâng ạ. Thế em tin là mình sẽ nhanh nhất có cặp mày như mình mong muốn chị ạ. Em cảm ơn chị nhé. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.